Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 30 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin ASEAN rắn mặt với Trung Quốc, Mỹ đồng tình ủng hộ. Một ngày sau tuyên bố tầm nhìn về ASEAN gắn kết chủ động thích ứng được các lãnh đạo của ASEAN thông qua tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 diễn ra vào ngày 26 tháng 6. Hoa Kỳ là một trong những cường quốc đầu tiên đã lên tiếng hoan nghênh lập trường của các nước Đông Nam Á về Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã viết trên trang tweet vào ngày 27 tháng 6 như sau. Mỹ hoan nghênh sự kiên định của các nhà lãnh đạo ASEAN về việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông theo luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982. Trung Quốc không được phép coi Biển Đông là đế chế hàng hải của mình. Và chúng tôi sẽ sớm thảo luận thêm về chủ đề này. Đây là hình ảnh đoạn chụp màn hình chia sẻ trên trang tweet của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Điều đáng chú ý là trong thông điệp của mình, ông Pompeo đã đính kèm bản tuyên bố của các lãnh đạo ASEAN mang tên tầm nhìn về ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, vượt lên các thách thức và duy trì tăng trưởng đã được thông qua nhân hội nghị thượng đỉnh của ASEAN lần thứ 36. Các nhà lãnh đạo ASEAN đã nhất trí tái khẳng định Công ước UNCLOS năm 1982 là cơ sở cho việc xác định các quyền trên biển, là khuôn khổ pháp lý cho tất cả các hoạt động trên biển và đại dương. Tuyên bố chung của thượng đỉnh ASEAN do nước chủ nhà Việt Nam, chủ tịch luân phiên của khối, chủ trì soạn thảo, khẳng định các nhà lãnh đạo của ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, viết tắt là DOC, sớm xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC, hiệu quả và thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982. Và lo ngại về việc cải tạo các đảo, những diễn biến gần đây và những sự cố nghiêm trọng xảy ra gần đây tại Biển Đông làm xói mòn lòng tin, gia tăng căng thẳng và có thể làm suy yếu hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực. Các nhà lãnh đạo cũng khẳng định sự cần thiết phải tăng cường lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau, tự kiềm chế trong hoạt động và tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình và giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế bao gồm UNCLOS 1982. Và mặc dù Trung Quốc không được nêu đích danh trong bản tuyên bố chung, nhưng nhiều nhà quan sát cho rằng đây là một bước tiến cho thấy ASEAN đã bước đầu thống nhất được lập trường để chống lại các tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Đây là hình ảnh phòng họp thượng đỉnh khối ASEAN lần thứ 36 qua cầu truyền hình Hà Nội vào ngày 26 tháng 6 năm 2020. Theo hãng tin Mỹ AP, tuyên bố về Biển Đông của khối ASEAN lần này là một trong những nhận định cứng rắn nhất của khối đối với việc Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền trên hầu hết toàn bộ Biển Đông trên cơ sở lịch sử. Trả lời hãng AP, ba nhà ngoại giao Đông Nam Á xin giấu tên nhận định như sau. Bằng thông cáo nói trên đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trên con đường khẳng định giá trị của nền tảng luật pháp quốc tế tại khu vực Biển Đông, nơi vốn được coi là một trong những địa điểm xung đột dễ dàng bùng phát thành chiến tranh trong bối cảnh các tham vọng chủ quyền trên biển của Trung Quốc ngày càng gia tăng. Theo giáo sư Ca Thề, một nhà nghiên cứu nổi tiếng về khu vực Đông Nam Á, tuyên bố của ASEAN mang ý nghĩa là một động thái bác bỏ các cơ sở mà Bắc Kinh dựa vào đó để yêu sách chủ quyền trên Biển Đông, thể hiện một sự thay đổi đáng kể trong lời lẽ của ASEAN đối với Trung Quốc. Theo báo Philippines, cũng trong thượng đỉnh nói trên, Tổng thống Philippines đã báo động về căng thẳng gia tăng tại nhiều khu vực tranh chấp. Với tư cách là quốc gia điều phối các đối thoại giữa ASEAN và Bắc Kinh, Tổng thống Duterte kêu gọi các bên tìm kiếm các biện pháp mới có thái độ mềm mỏ để đạt được mục tiêu giữ gìn hòa bình và ổn định. Theo ông Duterte, Manila đang nỗ lực thúc đẩy các bên đi đến được một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC trong thời gian sớm nhất. Quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp cũng đang tiếp tục căng thẳng. Trong thời gian gần đây, Manila phải hai lần gửi công hàm phản đối Bắc Kinh về các hành động gây hấn trên biển. Trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường các hoạt động quân sự trên Biển Đông, giữa lúc các nước trong khu vực gồng mình chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán, Philippines đang thay đổi những tính toán địa chính trị của mình. Đây là hình ảnh Tổng thống Philippines Duterte và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 2019. Philippines đang thực hiện những động thái chậm rãi nhưng chắc chắn nhằm thách thức Trung Quốc trên Biển Đông. Giới chức của Bộ Năng lượng và Bộ Ngoại giao Philippines đang kêu gọi Tổng thống Duterte nối lại các hoạt động thăm dò năng lượng trong vùng biển tranh chấp này với mục tiêu củng cố an ninh năng lượng và tái khẳng định tuyên bố chủ quyền đối với nguồn tài nguyên năng lượng dưới đáy biển đang bị Trung Quốc tranh chấp.
Trong khi đó, Bộ Tư pháp Philippines cũng đã gia tăng sức ép, yêu cầu Trung Quốc bồi thường cho hơn 22 ngư dân Philippines suýt thiệt mạng vào năm ngoái sau khi bị tàu quân sự của Trung Quốc đâm chìm tàu cá. Theo báo Asia Times, những động thái cứng rắn nêu trên đã phản ánh quan hệ chiến lược giữa Washington và Manila đã hồi sinh, cũng như nhu cầu gia tăng của Philippines về việc đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế sắp xảy ra. Bên cạnh đó, việc Philippines thay đổi thái độ với Trung Quốc còn phản ánh tầm ảnh hưởng lớn mạnh của nền tảng chính sách ngoại giao và quốc phòng của nước này vốn từng bị đe dọa phá vỡ bởi lập trường thân thiện của Tổng thống Duterte đối với Bắc Kinh trong khi ông mới nhậm chức. Vào hồi đầu tháng này, Tổng thống Duterte cũng đã quyết định tạm ngừng rút thỏa thuận các lực lượng thăm viếng quân sự, vốn là một trung tâm của quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Philippines. Theo giới chuyên gia, động thái này cho thấy Philippines đang thay đổi những tính toán địa chính trị giữa lúc Bắc Kinh đang càng ngày càng hung hăng trên Biển Đông. Trước đây, Tổng thống Duterte từng vận động hành lang để đạt được thỏa thuận đồng sở hữu các nguồn tài nguyên tranh chấp thông qua những dự án thăm dò và phát triển với Trung Quốc. Tuy nhiên, động thái này ngày càng ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông giữa cuộc khủng hoảng đại dịch viêm phổi Vũ Hán, trong đó có tăng cường tập trận hải quân trong các khu vực tranh chấp, dường như đã hủy hoại những nỗ lực trước đó của Bắc Kinh và Manila về một thỏa thuận chia sẻ tài nguyên trên biển. Ngoài Philippines, giới quan sát nhận định ba nước khác có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh, bao gồm Việt Nam, Malaysia và Indonesia, đã tỏ ra mạnh mẽ hơn trong việc bảo vệ chủ quyền và phản đối yêu sách của Bắc Kinh. Đây là hình ảnh công hàm của Mỹ đã gửi lên Liên Hợp Quốc phản đối yêu sách bất hợp pháp của Trung Quốc trên Biển Đông vào ngày 1 tháng 6 năm 2020. Trên phương diện ngoại giao, các nước này đã lần lượt gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc phản đối đường chín đoạn của Trung Quốc hay Việt Nam còn gọi là đường lưỡi bò, đã vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982. Liên Hợp Quốc đã chứng kiến một cuộc chiến công hàm phản đối Trung Quốc trên Biển Đông từ cuối những năm 2019 cho đến tận ngày hôm nay. Vào ngày 12 tháng 12 năm 2019, Malaysia cũng đã gửi lên Ủy ban Ranh giới Thềm Lục Địa của Liên Hợp Quốc báo cáo ranh giới thềm lục địa mở tại khu vực phía Bắc Biển Đông. Ngay trong ngày, Trung Quốc lập tức gửi công hàm số CME14-2019 tới Liên Hợp Quốc để phản bác lại báo cáo này của Malaysia. Tại công hàm này, Trung Quốc cho rằng Trung Quốc có chủ quyền đối với nhóm đảo là Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, Trung Sa, Đông Sa còn gọi chung là Nam Hải, Chư Đảo. Trung Quốc còn có các vùng biển, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa từ các nhóm thực thể và Trung Quốc có quyền lịch sử ở Biển Đông và công văn của Trung Quốc đã đưa những thông tin như vậy. Tiếp theo, vào ngày 6 tháng 3 năm 2020, Philippines cũng đã gửi lên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc hai công hàm. Thứ nhất là công hàm số 191-2020 phản đối công hàm của Trung Quốc. Philippines cũng tuyên bố các yêu sách của Trung Quốc không phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển vào năm 1982, UNCLOS. Thứ hai là công hàm số 192/2020 của Philippines đưa ý kiến về báo cáo của Malaysia. Vào ngày 23 tháng 3 năm 2020, Trung Quốc cũng gửi công hàm số 11/2020 lên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc để phản bác công hàm của Philippines. Trong công hàm này, Trung Quốc yêu cầu và đưa ra yêu sách chủ quyền đối với Trường Sa của Việt Nam và bãi Carbot mà Trung Quốc gọi là Hoàng Nham và các vùng biển lân cận, yêu sách chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan, cũng như vùng đáy biển và vùng đất dưới đáy biển. Trung Quốc cũng tiếp tục nhắc lại yêu sách về quyền lịch sử của họ ở Biển Đông. Và cũng ngay lập tức trong bối cảnh đó, vào ngày 30 tháng 3 năm 2020, Việt Nam đã gửi công hàm số 22HC-2020 lên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc để phản bác hai công hàm số 14-2019 và 11-2020 của Trung Quốc. Vào ngày 10 tháng 4 năm 2020, Việt Nam lại gửi công hàm lên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lần lượt nêu ý kiến về báo cáo của Malaysia và về các công hàm của Philippines. Đến ngày 1 tháng 6 năm 2020, Mỹ cũng gửi công hàm lên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc liên quan đến công hàm số 14-2019 do Phái bộ Thường trực của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa gửi cho Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc vào ngày 12 tháng 12 năm 2019 để phản hồi về đệ trình của Malaysia về Ủy ban Ranh giới Thềm Lục Địa vào ngày 12 tháng 12 năm 2019. Trong công hàm của mình, Hoa Kỳ cũng đã bác bỏ yêu sách hàng hải này vì nó không phù hợp với luật pháp quốc tế như được phản ánh trong Công ước của Luật Biển 1982. Và không dừng lại ở các động thái ngoại giao, Mỹ còn khẳng định sự hiện diện mạnh mẽ của mình tại khu vực Biển Đông
nhằm răn đe Trung Quốc. Đây là hình ảnh tàu sân bay tấn công USS Theodore Roosevelt hoạt động ở biển Philippines, cửa ngõ dẫn vào Biển Đông vào hôm 21 tháng 6 năm 2020. Một mặt, Mỹ cũng tăng cường cuộc tuần tra đảm bảo tự do hàng hải trên không và trên biển với sự điều động một lực lượng hùng hậu, không quân và hải quân trong khu vực, mà gần đây nhất là sự có mặt của 3 tàu sân bay Mỹ tại cửa ngõ Biển Đông hồi trung tuần tháng 6. Mặt khác, Mỹ tiếp tục hỗ trợ trực tiếp nhiều nước Đông Nam Á có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông với Trung Quốc. Từ đầu năm 2020, vào tháng 3, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã thăm cảng Đà Nẵng của Việt Nam. Và vào tháng 4, chiến hạm Mỹ hiện diện gần khu vực giàn thăm dò dầu khí của West Capital của Malaysia. Và vào tháng 5, Mỹ đã tặng nhiều máy bay không người lái cho Hải quân Malaysia. Và một sự kiện khác được coi là những thay đổi tích cực và rất mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, đó là Việt Nam cũng như New Zealand và Hàn Quốc được mời tham gia một cuộc họp trực tuyến Quad Plus ngày 27 tháng 4 năm 2020 với bộ tứ bao gồm Mỹ, Úc, Ấn Độ và Nhật Bản. Trong đó, nhiệm vụ chính của Quad là đoàn kết chống lại đà bành trướng của Trung Quốc tại Ấn Độ và Thái Bình Dương. Còn đối với Trung Quốc, Biển Đông được coi là mặt trận bên ngoài thứ ba sau Đài Loan và Hồng Kông, nhằm khơi dậy tinh thần dân tộc, khẳng định sức mạnh khổng lồ của quốc gia này. Đây là hình ảnh phiên bế mạc kỳ họp thứ 3 Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc của Trung Quốc khóa 13 vào sáng ngày 28 tháng 5 tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Trả lời phỏng vấn của đài FI, Giám đốc nghiên cứu Botnot, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường quân sự Pháp đã nhận định tiếp tục như sau. Kỳ họp quốc hội hàng năm là sự kiện lớn, quan trọng đối với chính trị Trung Quốc. Kỳ họp lần này diễn ra sau đỉnh điểm khủng hoảng dịch tễ viêm phổi Vũ Hán, trong khi cách xử lý của Trung Quốc bị phản đối từ nhiều nước lẫn ở nước ngoài. Đặc biệt phải kể đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án Trung Quốc phải chịu trách nhiệm với quốc tế. Trong bối cảnh căng thẳng, chính quyền của Bắc Kinh gần đây đã khuấy động tinh thần dân tộc nhằm tái thể hiện sức mạnh của Trung Quốc trước một sự kiện mang ý nghĩa lớn. Đó là kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2021. Chính quyền Trung ương tỏ rõ quyết tâm trong việc tập hợp, tăng cường đoàn kết dân tộc và khẳng định vị trí cường quốc bên trong lãnh thổ cũng như ở các vùng ngoại vi của nước này như Đài Loan, Hồng Kông và mặt trận bên ngoài thứ ba chính là Biển Đông đầy sóng gió. Trong cả ba trường hợp, tầm cỡ tinh thần quốc gia và chính sách đối nội đều rất quan trọng. Vì vậy, và ngay trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán, Trung Quốc vẫn tiếp tục thúc đẩy chủ quyền phi pháp của mình trên Biển Đông. Về mặt hành chính thì Trung Quốc ngang nhiên lập trái phép hai quận mới ở Tây Sa tại Hoàng Sa và Nam Sa ở Trường Sa của Việt Nam trực thuộc thành phố Tam Sa để hoàn thiện và củng cố hệ thống quản lý ở vùng biển chiến lược này. Về hải quân Trung Quốc liên tục tập trận ở Biển Đông từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 năm 2020, trong đó có cả tàu sân bay Liêu Ninh tham gia. Ngân sách Trung Quốc cho quốc phòng cũng được Quốc hội Trung Quốc bỏ phiếu tăng thêm tới 6,6%, ngay cả trong bối cảnh suy thoái kinh tế do đại dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra trầm trọng. Craig Poling, Giám đốc Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á AMT, cho biết hàng ngày có hàng chục tàu hải cảnh của Trung Quốc khuấy đảo quanh các đảo Trường Sa và có hàng trăm tàu cá sẵn sàng ra khơi. Những hòn đảo này đầy những radar giám sát, chúng theo dõi được hết những gì xảy ra ở Biển Đông. Trong quá khứ, Trung Quốc không biết bạn khoan dầu ở đâu, giờ thì họ biết chính xác vị trí. Và dĩ nhiên, kể cả mọi hoạt động của tàu thuyền trong vùng này. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba, ngày 30 tháng 6 năm 2020 với bản tin ASEAN rắn mặt với Trung Quốc, Mỹ đồng tình ủng hộ. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de